Putin trong chuyến công du đầu tiên kể từ khi đưa quân vào Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thủ đô Dushanbe của Tajikistan vào ngày 28 tháng 6, trong chuyến thăm nước ngoài đầu tiên được biết đến của nhà lãnh đạo Nga kể từ khi ông điều quân vào Ukraine cách đây 4 tháng. Ông Putin được chào đón tại sân bay Dushanbe bởi người đồng cấp Tajikistan Emomali Rahmon. Rahmon là một đồng minh thân cận của Nga và là người trị vì lâu nhất của một nhà nước thuộc Liên Xô cũ. Nhà lãnh đạo Tajikistan sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga. Tajikistan là quốc gia đầu tiên trong số 2 quốc gia Trung Á mà ông Putin sẽ đến thăm trong chuyến công du 2 ngày. Ông sẽ đến thủ đô Ashgabat của Turkmen vào thứ Tư để tham dự hội nghị thượng đỉnh của các quốc gia CAPSI, bao gồm các nhà lãnh đạo của Azerbaijan, Kazakhstan, Iran và Turkmenistan. Trước đó, chuyến đi cuối cùng được biết đến của Putin bên ngoài nước Nga là chuyến thăm Bắc Kinh vào đầu tháng 2, nơi ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công bố hiệp ước hữu nghị không có giới hạn, và sau đó cả hai cùng tham dự lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông. Nga cho biết họ đã đưa quân vào Ukraine vào ngày 24 tháng 2 để làm suy giảm khả năng quân sự của nước láng giềng, ngăn không cho phương Tây sử dụng nó để đe dọa Nga, loại bỏ những người theo chủ nghĩa dân tộc và bảo vệ những người nói tiếng Nga ở các khu vực phía đông.